Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị về tặng quà chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm 2023. Đại tướng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm 2023. Đồng chí mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu trong thời kỳ đổi mới của quê hương để xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng văn minh, giàu mạnh. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh. Chiều qua, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đón nhận huân chương lao động hạng 3 và công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Toản trao huân chương lao động hạng 3 cho cơ quan Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023 và các tập thể cá nhân thuộc Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023. Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn nghi đồng chí Trương Văn Lành giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo giá đầu tuần này, Bộ Công Thương kiến nghị điều chỉnh giá điện trong năm nay để phản ánh biến động các chi phí đầu vào và giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có nguồn lực thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện. Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện đang theo quyết định 24/2017, trong đó thời gian giữa hai lần điều chỉnh là 6 tháng. Nếu giả soát kiểm tra các chi phí đầu vào khiến giá thành tăng từ 3% trở lên, gần nhất giá điện tăng 4,5% vào tháng 11 năm 2023. Với đề xuất của Bộ Công Thương, nếu được cấp có thẩm quyền đồng ý, đợt tăng giá tiếp theo có thể sẽ vào tháng 5 năm nay. Đề xuất tăng giá điện được Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của EVN vẫn rất khó khăn, lỗ khoảng 17.000 tỷ đồng năm ngoái, dù được điều chỉnh giá bán hai lần. Tính chung, từ năm 2022 đến năm 2023, tập đoàn này lỗ hơn 37.000 tỷ đồng, chưa gồm khoản chênh lệch tỷ giá vẫn treo từ các năm trước khoảng 14.000 tỷ đồng. Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có 60 trên 90 thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông đạt giải. Trong đó có 3 giải nhất, 10 giải nhì, 18 giải ba và 29 giải khuyến khích. Các thí sinh đạt giải là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Trung học phổ thông Khoai Châu. Khóa học và lịch sử là hai môn có 100% thí sinh dự thi đạt giải. Môn lịch sử có 3 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba. Căn cứ vào kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, Hưng Yên dự kiến sẽ có một thí sinh ở bộ môn vật lý đạt 26,75 điểm, một thí sinh ở bộ môn sinh học đạt 26,25 điểm. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2024 dự kiến tổ chức trong tháng 3 năm 2024. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho 490 người dân có hoàn cảnh khó khăn, có tổng trị giá gần 750 triệu đồng. Trong đó, Tổng công ty May Hưng Yên tặng 100 sổ bảo hiểm xã hội với tổng trị giá gần 360 triệu đồng trên năm và cam kết sẽ hỗ trợ các năm tiếp theo. Ngân hàng Vietinbank 50 sổ bảo hiểm xã hội, 200 thẻ bảo hiểm y tế, tổng trị giá gần 240 triệu đồng. Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hương Long tài trợ 70 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 65 triệu đồng. Chương trình nhằm chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vơi bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi không may ốm đau, có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già. Một số công ty du lịch lữ hành cho biết
vẫn còn nhận khách đăng ký tour Tết trong nước, một số tuyến du lịch nước ngoài đi các nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á và các tuyến xa với thủ tục visa đơn giản hoặc khách có sẵn visa. Theo các công ty du lịch, giá vé máy bay tăng cao trong mùa Tết là một trong những rào cản khiến nhiều du khách quyết định hủy hoặc thay đổi kế hoạch đi du lịch mùa Tết. Trong khi các công ty du lịch cũng gặp khó khăn trong việc bán tour có vé bay. Được biết, với du lịch Tết trong nước, các tuyến gần và đường bộ khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận khách đến trước ngày khởi hành. Các tour Tết này có lịch trình từ 2 đến 5 ngày, giá từ 4,3 triệu đồng, khởi hành mùng 2, mùng 3 và mùng 4 Tết. Dịp Tết năm nay, những tour miền Bắc trị giá từ 9 triệu đến 15 triệu vẫn hút khách. Ngày 26 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Thái Bình đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với lãnh đạo xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Các đối tượng bị khởi tố gồm Đồng Minh Chính, Nguyễn Bậu Tuyến và Bùi Anh Bính là chủ tịch, phó chủ tịch và nguyên cán bộ địa chính xã về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu và môi trường đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Văn Bấn, sinh năm 1959, trú tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy về tội phạm vi quy định về khai thác tài nguyên theo điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo tài liệu điều tra, đối tượng Mai Văn Bấn đã khai thác tài nguyên không được cấp phép phục vụ công trình trên địa bàn xã Thụy Trường, gây thiệt hại về tài sản hơn 1 tỷ đồng trước sự làm ngơ của ba lãnh đạo xã Thụy Trường. Vào hồi 11 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2024, tổ công tác thuộc Công an huyện Văn Giang phối hợp cùng Công an xã Long Hưng tiến hành kiểm tra tại khu vực trước cổng và trong sân nhà của Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1970, ở thôn Như Phượng Hạ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Phát hiện trước cổng và trong sân nhà Khởi có nhiều xác pháo bằng giấy báo. Qua quá trình làm việc, Khởi đã khai nhận là người đốt quả pháo nổ tự chế ở khu vực cổng nhà vào sáng ngày 23 tháng 1 năm 2024. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Khởi. Kết quả thu giữ gồm 7,8 kg pháo nổ, 1,2 kg thuốc pháo nổ, 0,01 kg dây ngòi pháo và một số vật chứng khác liên quan đến việc sản xuất pháo. Hôm 25 tháng 1, Colombia đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai tỉnh của nước này trong bối cảnh hàng chục đám cháy rừng đang hoành hành và lan rộng tại nhiều vùng rộng lớn của nước này. Cụ thể, tình trạng khẩn cấp do cháy rừng được ban bố tại Santander và Cundinamarca sau khi cháy rừng thiêu rụi khoảng 600 hectare rừng tại hai tỉnh này. Theo chính quyền tỉnh Cundinamarca, việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng ứng phó, xử lý tình hình cũng như những hệ quả tiêu cực do cháy rừng gây ra. Quyết định này cũng cho phép giải ngân những khoản chi tiêu cần thiết cho các vấn đề phát sinh như chi phí cho máy bay trực thăng cứu hỏa. Bên cạnh việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở hai tỉnh trên, hơn một nửa số địa phương ở Colombia cũng được đặt trong tình trạng báo động đỏ do những mối đe dọa và mức độ thiệt hại mà cháy rừng có thể gây ra. Trong thông điệp đưa ra mới đây, giới chức thành phố New York, Mỹ đã hối thúc chính phủ liên bang có biện pháp giải quyết những thách thức và khó khăn do làn sóng người di cư ồ ạt đến từ Texas và các bang miền Nam nước Mỹ. Thị trưởng New York Eric Adams cho rằng chính phủ liên bang cần vào cuộc mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết những vấn đề liên quan tới làn sóng di cư. Ông nhấn mạnh đây là cuộc khủng hoảng quốc gia nên cần có giải pháp mang tầm quốc gia. Và rằng trong thời gian qua, thành phố New York đã rất nỗ lực hỗ trợ thực phẩm, thuốc men và nơi trú ẩn cho 172.000 người xin tị nạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tạo điều kiện để họ có thể hội nhập vào xã hội và nền kinh tế Mỹ. Ông Adam cũng đề cập tới cuộc khủng hoảng nhà ở tại New York và đề xuất xây dựng 500.000 đơn vị nhà ở trong 10 năm tới. Nhưng để đạt được mục tiêu này, thành phố cần phải giải phóng các mặt bằng bỏ không để chuyển đổi công năng và cấp đất cho kế hoạch xây dựng nhà ở. Chỉ còn hơn một tuần nữa, nhiều nước châu Á sẽ đón Tết Giáp Thìn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm mang chủ đề năm mới. Các nhà xưởng, nhà máy tại Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, thành phố được mệnh danh là công xưởng hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, đang tất bật sản xuất và vận chuyển để kịp cho lễ hội lớn nhất trong năm. Những ngày này, các gian hàng tại Nghĩa Ô tràn ngập các món đồ trang trí, câu đối hay thú bông. Đỏ và vàng là màu sắc chủ đạo. Người châu Á quan niệm năm mới trang trí nhà cửa với những màu sắc này sẽ mang lại may mắn và tài lộc. Những năm gần đây, các nhà sản xuất tại Nghĩa Ô nhận được ngày càng nhiều đơn hàng từ các thị trường quốc tế như Đông Nam Á, châu Âu và châu Mỹ.
Các đơn hàng cho năm mới đã bắt đầu giao ngay từ tháng 8 năm 2023. Nhưng cho tới thời điểm này, các nhà sản xuất vẫn đang phải chạy hết công suất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khổng lồ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.